Cổ tích Tình Mẫu Tử giữa đời thực, người mẹ 32 năm nhặt rác ở ga tàu, chờ con trai mất tích cuối cùng được toại nguyện. Quý vị thân mến, thi thoảng chúng tôi có chia sẻ với quý vị những câu chuyện về tình mẫu tử trong cuộc sống muôn màu. Nhưng câu chuyện hôm nay thật vô cùng xúc động khi người mẹ lạc mất con ở ga tàu đã ở đó chờ đợi suốt 32 năm và cuối cùng đã được nắm lấy bàn tay con mình. 32 năm qua, ngày nào bà Dư cũng đợi con ở nhà ga phía Bắc. Bà hy vọng ngày nào đó, con trai có thể nhớ lại từ trong ký ức để trở về tìm bà giữa dòng người hối hả ngược xuôi. Bà Dư đã dành khoảng nửa cuộc đời người để chờ đợi con ở ga tàu. Năm 1989, bà Dư Chính Quỳnh vô tình bị lạc mất đứa con trai 4 tuổi, Mã Kế Minh, tại nhà ga phía Bắc của thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Như tất cả người mẹ bị mất con, bà Dư tìm mọi cách để dò la tung tích của con trai. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của người mẹ này đều không đem lại kết quả. Con gái của bà Dư, Mã Kế Anh, cũng mãi không thể nào quên buổi chiều hôm đó tại nhà ga. Chỉ trong tích tắc không chú ý, cô đã lạc mất em trai. Hôm đó tôi cùng em trai theo bố mẹ ra ga phía Bắc. Hai chị em tha thẩn chờ dưới gốc cây. Được một lúc tôi thấy khát nên nhờ em đi lấy cho mình chai nước. Tuy nhiên, quay đi quay lại, tôi đã không thấy em ấy đâu nữa. Kế Anh nhớ lại. Trong các thành viên gia đình, Kế Anh chia nhau lùng sục từng ngóc ngách trong ga tàu nhưng vẫn không thấy Kế Minh đâu. Suốt 32 năm, Kế Anh luôn ôm nỗi ân hận và day dứt trong lòng. Ánh mắt u buồn của người cha trước lúc qua đời càng khiến cô phải quyết tâm cùng mẹ tìm bằng được em trai. Mà Kế Minh mất tích khiến cuộc sống của gia đình hoàn toàn đảo lộn. Thời gian ấy, ngoài lo gánh cơm áo cho gia đình bà Dư phải đối mặt với hành trình tìm con đầy gian nan. Họ đăng báo tìm khắp các nhà ga và bến xe. Cứ nghe ở đâu có manh mối là cả nhà lại lập tức lao đi. Tuy nhiên lần nào cũng trở về trong tuyệt vọng. Việc tìm kiếm lâu năm không có kết quả, không chỉ khiến kinh tế gia đình kiệt quệ mà còn bào mòn tinh thần của các thành viên. Chồng của bà Dư đành trút sầu muộn vào những chén rượu. Mỗi lần say xỉn, ông lại chửi bới, trách cứ vợ con không trông giữ, Kế Minh cẩn thận. Suốt hàng chục năm, bà Dư chỉ biết nuôi một hy vọng mong manh rằng, khi con lớn lên, con trai có thể nhớ lại địa điểm ga tàu để tìm đường trở về. Suốt 32 năm, ngày nào bà Dư cũng đến ga tàu phía Bắc để nhặt rác và làm công việc lặt vặt. Ánh mắt bà không ngừng tìm kiếm con giữa biển người mênh mông. Nhiều năm trôi qua, không ít ký ức đã mai một, nhiều thói quen đã thay đổi, nhưng bà Dư chưa bao giờ từ bỏ chờ con ở ga tàu. Bà Dư từng nói với con gái rằng nếu không tìm thấy Kế Minh, đến lúc chết bà sẽ không thể nhắm mắt. Năm 2016, bà Dư đến cảnh sát quận Tân Đô, thành đô trình báo về vụ mất tích, đồng thời cung cấp mẫu máu của gia đình. Sau khi tiếp nhận trình báo của bà Dư, cảnh sát quận Tân Đô đã thành lập một tổ công tác đặc biệt, tiến hành xác minh thông tin một cách toàn diện. Cảnh sát thu thập mẫu máu của các thành viên trong gia đình của bà Dư để đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN. Họ cũng sử dụng bức ảnh duy nhất chụp con trai của bà để cung cấp làm căn cứ đối chiếu khuôn mặt. Tháng 8 năm 2021, cảnh sát Tân Đô bất ngờ nhận được tin vui. Dựa vào dữ liệu ADN, họ tìm ra Trương Minh Viễn đang sống tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, chính là Mã Kế Minh, người đã mất tích cách đây 32 năm. Để đảm bảo thông tin trên là chính xác, một cảnh sát đã lập tức lên đường đến Hà Bắc để xác minh. Khi biết được tin manh mối cha mẹ ruột, người cha nuôi đã nói với Kế Minh, còn gì quan trọng hơn việc được gặp lại cha mẹ ruột. Người cha nuôi nói vậy, anh nhanh chóng lên đường đến Tứ Xuyên. Sau nhiều năm xa cách, bà Dư cuối cùng cũng gặp được lại đứa con mà mình đã khóc cạn nước mắt vì thương nhớ. Ngày 23 tháng 9, bà có mặt sớm ở quận Tân Đô. Khuôn mặt của con trai đã có nhiều thay đổi, nhưng khi vừa gặp mặt, dù chưa được giới thiệu, bà Dư cũng đã nhận ra con của mình ngay. Những người có mặt hôm ấy đều nhận ra nét tương đồng giữa họ, đặc biệt là đôi lông mày rất giống nhau. Điều khiến Kế Minh tiếc nuối nhất đó là anh không có cơ hội gặp lại cha mình. Tuy nhiên thấy mẹ vẫn khỏe mạnh, bình an, anh cũng yên tâm phần nào. Cha mẹ đẻ có ơn sinh thành, cha mẹ nuôi có công nuôi dưỡng, họ đều là gia đình của tôi. Kế Minh xúc động nói. Kế Minh đang sống tốt với người cha nuôi ở Hà Bắc. Anh hiện đã lập gia đình và có hai cô con gái. Trong buổi gặp mặt, cả hai gia đình đã đồng ý để Kế Minh tiếp tục sống ở Hà Bắc và thường xuyên qua lại với cả hai bên. Với bà Dư, dù không muốn xa con thêm một phút giây nào, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của con, không đòi hỏi Kế Minh phải trở về bên mình. Bởi hơn ai hết, bà mong anh có được cuộc sống thoải mái và hạnh phúc nhất, thưa quý vị.